Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mỹ phóng hỏa bắn cháy một tàu hải giám của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, Mỹ nhận thấy tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi Trung Quốc liên tục có những hành động khiêu khích và thách thức các nước. Gần đây nhất, một tàu hải giám của Trung Quốc đã lén lút theo dõi cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Brunei trên Biển Đông. Ngay sau đó, phía Mỹ đã ra thông báo cho tàu hải giám của phía Trung Quốc không được đi qua khu vực tập trận chung đang diễn ra giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Brunei. Nhưng tàu hải giám của Trung Quốc vẫn ngang ngược lao vào khu vực cảnh báo cấm của cuộc tập trận. Nhận thấy sự nguy hiểm cho cuộc tập trận, hải quân của Mỹ đã quyết định bắn chỉ thiên cảnh cáo phía tàu của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng cho biết, tàu hải giám của phía Trung Quốc vẫn rất ngoan cố và cố tình phá vỡ cuộc tập trận chung nói trên, buộc phía Mỹ phải ra lệnh bắn cháy phần đuôi của con tàu hải giám phía Trung Quốc. Ngay sau đó, con tàu đã bẻ lái và lao vút ra khỏi khu vực cấm của cuộc tập trận chung giữa hải quân Mỹ và hải quân Brunei trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên tồi tệ trong gần một năm trở lại đây, trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang và chưa có hồi kết thúc. Và các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là Bắc Kinh, ngang nhiên cho xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, cũng như các cơ sở căn cứ quân sự trái phép ngoài Biển Đông. Hơn thế nữa, phía Trung Quốc dám khiêu khích Mỹ khi cho tàu chiến máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tiến vào vùng Biển Đông để quấy nhiễu, quấy phá, ngăn cản việc khai thác dầu khí của tập đoàn Mỹ có tên là ExxonMobil. Được biết, tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ nói trên đang hợp tác và khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tại bãi Tư Chính. Thưa quý vị, dưới thời chính quyền Tổng thống ông Joe Biden thì Hải quân Mỹ cũng như Bộ Quốc phòng của Mỹ luôn dành sự ảnh hưởng tại khu vực Biển Đông. Đây là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có nhất đại dương và đang bị phía Trung Quốc nuôi âm mưu độc chiếm. Việc tàu hải giám của Trung Quốc lén lút theo dõi cuộc tập trận chung của Mỹ trong bối cảnh có sự xuất hiện bất ngờ của 3 tàu chiến Trung Quốc bám đuôi nhau, theo đó lo ngại các tàu của Trung Quốc sẽ làm gián đoạn cuộc tập trận chung nói trên. Mỹ đã ra quyết định bắn một tàu hải giám của Trung Quốc để cảnh báo. Thưa quý vị, tàu hải giám của Trung Quốc lần đầu tiên được sử dụng máy bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ giám sát, cũng như theo dõi các cuộc tập trận chung của các nước lớn trên Biển Đông. Và con tàu hải giám của phía Trung Quốc có nhiệm vụ quan sát cũng như giám sát các tàu cá của các nước khác đang đánh bắt thủy hải sản ở ngoài Biển Đông. Con tàu này cũng có nhiệm vụ bảo vệ con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10. Cùng các tàu hải cảnh khi nó xâm phạm vào vùng biển bãi Tư Chính của Việt Nam. Và theo tờ báo New York Times cho biết thì con tàu này tỏ ra rất hung hăng và dữ tợn khi thách thức hải quân của Mỹ đang tập trận chung ở ngoài Biển Đông. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết thì con tàu hải giám của phía Trung Quốc mang nhãn hiệu 2168 do lực lượng chấp pháp tỉnh Hải Nam quản lý và có nhiệm vụ mang máy bay chiến đấu không người lái nhằm tuần tra khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nơi mà phía Trung Quốc đang có 7 hòn đảo nhân tạo đang xây dựng trái phép ở ngoài đó. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng trên toàn thế giới, Trung Quốc vẫn ngang nhiên đẩy mạnh các hoạt động tuần tra và cải tạo trái phép trong khu vực này. Bắc Kinh thậm chí còn nêu khả năng sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng tại các đảo nhân tạo mà nước này đang mở rộng phi pháp nhằm mục đích quân sự hóa. Vì thế, phía Mỹ đã ra lệnh bắn cháy con tàu của phía Trung Quốc nhằm thị uy sức mạnh của Hải quân Mỹ cũng như răn đe phía Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Biển Đông là của chung thế giới. Vì thế, phía Trung Quốc không được xâm phạm vào những vùng phía trên, nếu không phía Mỹ sẽ phải bắn tiếp thêm vài con tàu nữa của phía Trung Quốc. Theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chúng tôi buộc phải bắn một con tàu hải giám của phía Trung Quốc để cảnh báo. Bởi vì con tàu này được thông báo từ trước, tuy nhiên nó vẫn ngang ngược lao vào khu vực cấm của cuộc tập trận của chúng tôi. Thưa quý vị, cụm từ tàu hải giám gần đây xuất hiện rất nhiều trên truyền thông. Vậy nó do ai quản lý và ra đời từ đâu? Thưa quý vị, tàu hải giám là cơ quan giám sát hàng hải của Trung Quốc, được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 1998. Đây là lực lượng bán vũ trang có trách nhiệm thực thi pháp luật và duy trì trật tự trên vùng biển của phía Trung Quốc, vùng đặc quyền kinh tế và bảo vệ môi trường, tài nguyên và các phương tiện hàng hải của Trung Quốc.
Ngoài ra, lực lượng này còn có nhiệm vụ thực thi các cuộc điều tra hàng hải, thậm chí trong các trường hợp khẩn cấp, tàu hải giám có thể được triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và bắt các tàu khác vi phạm vào vùng lãnh hải của phía Trung Quốc. Trong những năm gần đây, các tàu và máy bay của lực lượng này đã nhận nhiệm vụ tuần tra một số vùng biển tranh chấp ở Biển Đông mà phía Trung Quốc tự mình tuyên bố có chủ quyền khi đưa ra con đường lưỡi bò và phía Bắc Kinh tuyên bố một cái luật rất vô lý, đó chính là mọi tàu thuyền của nước ngoài nếu xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc thì đều bị con tàu hải giám của phía Trung Quốc bắt giữ và tịch thu tài sản. Và cuộc tập trận chung giữa Hải quân Mỹ và Hải quân của Brunei trên Biển Đông và con tàu hải giám của phía Trung Quốc đã rất hung hăng khi ngăn cản cuộc tập trận chung này. Và Hải quân Mỹ đã phải ra tuyên bố bắn hạ con tàu hải giám của phía Trung Quốc, làm nó cháy phần đuôi của con tàu và lao vút ra khỏi vùng tập trận chung, vùng cấm của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Cục Hải dương Quốc gia cho biết đội tàu bao gồm tàu hải giám 84 và tàu hải giám mang mã số 72 đã rời cảng Quảng Châu để ra bảo vệ lợi ích hàng hải của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Nhưng theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ tiết lộ thì con tàu hải giám của phía Trung Quốc không chỉ bảo vệ quyền lãnh hải, lãnh thổ của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, nó còn có một nhiệm vụ là hộ tống và bảo vệ các tàu khảo sát địa chất Hải dương 10 cũng như giàn khoan của phía Trung Quốc khi xâm phạm vào vùng biển và vùng lãnh hải của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Con tàu hải giám của phía Trung Quốc bị bắn một cách xác đáng khi xâm phạm vào vùng cấm trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Brunei trên Biển Đông. Theo chuẩn đô đốc Jenny, chỉ huy nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho biết, đây là hoạt động thực hiện mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Brunei, không có hoạt động nào có thể tốt hơn cam kết của chúng tôi về khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và theo đô đốc của Hải quân Mỹ cho biết, đợt diễn tập chung thường niên lần thứ 25 giữa Mỹ và Brunei diễn ra 10 ngày trên Biển Đông trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hợp tác với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á như Brunei, Malaysia, Philippines nhằm thách thức các yêu cầu chủ quyền phi lý của phía Trung Quốc. Với gần như toàn bộ diện tích vùng biển này và chúng tôi có quan hệ đặc biệt với quân đội của các nước trong khu vực Đông Nam Á, chúng tôi chia sẻ quan điểm đối tác toàn diện trên xây dựng niềm tin cũng như cam kết, và chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và giúp đỡ hải quân của các nước trong khu vực Đông Nam Á ngày một lớn mạnh để ngăn cản sự bành trướng ở ngoài Biển Đông, cũng như bảo vệ toàn bộ vùng lãnh thổ, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á mà phía Trung Quốc đang nhằm nghe xâm chiếm. Nỗ lực đối phó với các yêu sách chủ quyền phi lý của phía Trung Quốc tại Biển Đông là một trong những chiến lược quốc phòng của Mỹ trong năm 2021 dưới thời Tổng thống ông Joe Biden. Vì thế, Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Mỹ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an ninh cho tuyến hàng hải bậc nhất của thế giới, đó chính là ở Biển Đông, và Mỹ sẽ cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ các nước Brunei, Malaysia ở ngoài Biển Đông, không cho Trung Quốc xâm phạm đến vùng lãnh hải, lãnh thổ của nước này. Và thưa quý vị, việc hải quân của Mỹ bắn cháy phần đuôi của tàu hải giám của phía Trung Quốc chắc chắn là phía Trung Quốc sẽ lên án, phản ánh. Các tin tức mới nhất về Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.